Rồi, các em nhớ một số cái lưu ý. Thứ nhất, đấy là cũng như tiếng Việt của chúng ta ấy, thì âm tiết sẽ được tạo nên bằng cách chúng ta sẽ kết hợp phụ âm với nguyên âm. Chúng ta vừa mới học rồi đúng không? Thứ hai, đấy là khi âm tiết được tạo thành bằng nguyên âm thì bên trái, được chưa? Hoặc là phía bên trên của nguyên âm đó sẽ được gì ạ? Gắn thêm cái phụ âm nhương. Đấy ạ. Được chưa? Thế là chúng ta có gì ạ? Đây ạ. A này, đúng không? Ô đúng không? Đó. Chứ chúng ta sẽ không bao giờ thấy rằng gì ạ? Chỉ chữ A đứng nguyên đúng không ạ? Hoặc là chỉ chữ O đứng nguyên đúng không? Rồi. Và đối với các nguyên âm đứng thì phụ âm nhưng sẽ được gì ạ? Gắn vào bên trái. Như này ạ. Ví dụ đây các em hình dung ra là đây là gì ạ? Chữ A đúng không ạ? Chúng ta có chữ A. Bây giờ thêm nhá, phụ âm nhá. Đó, thấy không ạ? Khi mà mình gắn vào thì nó thành gì ạ? Như này đúng không ạ? Đây, đứng bên trái đúng không? Hình dung ra chưa? Chữ tiếp theo ạ. Ya này. Đó, không thấy không ạ? Tiếp theo. Đó, tức là nó ở phía bên này nhá. Rồi. Y đúng không? Còn trường hợp tiếp theo là đối với các nguyên âm mà nằm đấy ạ, thì gì ạ? Cái nhưng này sẽ được gắn thêm vào bên trên. Đây nhá, các em hình dung nhá. Ví dụ như là mình có chữ O đúng không ạ? Bình thường nhá, đây là ký tự chữ O, cái viết chữ O đúng không ạ? Bây giờ nhá, khi mà gắn thêm phụ âm vào đây. Đó, thấy không ạ? Nó sẽ được ở phía bên trên đúng không? Vô cũng thế đúng không ạ? Đó, thấy không ạ? Rất là kỳ diệu đúng không? U này. Rồi, ok. U đúng không ạ? Nhớ hết được mặt chữ này chưa ạ? Ừ, đúng không ạ? Ok. Rồi, rất là đơn giản đúng không ạ? Các em nhớ những lưu ý này nhá. Đây, các em một cái bảng như thế này ạ. Các em có thể hình dung ra ở cái bảng ở trên này là chúng ta sẽ có nguyên âm đúng không? Ở dưới này là chúng ta sẽ có phụ âm đúng không? Bây giờ nguyên âm cộng với phụ âm theo hàng đúng không ạ? Ví dụ nhá, chúng ta sẽ có phụ âm là chữ gì ạ? Cờ đúng không ạ? Cộng với nguyên âm là A. Thế thì cờ cộng với A có nghĩa là ca. Tiếp theo cờ với ya là kia. Kyo. Xin lỗi ạ. Kyo. Kyo. Ku. Kyo. Ku. Kyu. Ku. Kỳ. Ok, thế thì các em có thể tiếp tục với hàng này không ạ? Chúng ta sẽ có gì ạ? Phụ âm N đúng không ạ? Nhưng đúng không ạ? Cộng với A thì thành Na đúng không ạ? Tiếp tục ạ. N với A là gì ạ? Đây. Như này ạ. Hơi xấu đúng không? Đây. Nia đúng không? Đây. N với O là No đúng không ạ? Tiếp theo ạ. Rồi những hàng tiếp theo cũng thế ạ. T với A là Ta. Tiếp. Tia. R với A là Ra. Ria. Ro. Rio đúng không ạ? Các em cứ tiếp tục như này nhá. Mình có thể sử dụng cái bảng này để ghép toàn bộ những cái chữ này được chưa? Để cho nó thành gì ạ? Thành cái cách luyện tập của các bạn ở nhà nó sẽ dễ dàng rất là nhiều ạ. Rồi, như vậy là chúng ta đã biết được cái cách gì ạ? Kết hợp âm tiết cơ bản trong tiếng Hàn đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến một phần tiếp theo. Nó hơi ra dấu một chút này, các em sẽ chú ý lắng nghe một chút nhá. Đấy là phần hạt chim trong tiếng Hàn. Các em sẽ đưa ra câu hỏi đấy là hạt chim là cái gì ạ? Đó. Thế thì trong tiếng Hàn nhá, khi kết hợp phụ âm cộng với lại nguyên âm và cộng với phụ âm, tức là chúng ta sẽ có cái phụ âm ở đuôi như này ạ, thì những cái phụ âm mà đứng ở cuối câu đấy, đứng ở cuối âm tiết xin lỗi ạ, đứng ở cuối âm tiết đó thì được gọi là phụ âm cuối. Tiếng Hàn đọc là hạt chim. Thì các em biết ạ, hạt chim trong tiếng Hàn có nghĩa là nâng đỡ. Là nâng đỡ, tức là cái gì đó nâng đỡ ở trên đó thì gọi là hạt chim. Ví dụ như ở nhà mình có những cái cốc hay là cái chén mà ở dưới mà nó có cái gì nâng đỡ cái đó lên đấy ạ. Cái tách cái chén nhà mình mà có cái ở dưới nâng đỡ thì đấy gọi là hạt chim đấy ạ. Cái nâng đỡ. Vậy thì trường hợp nào là trường hợp có những cái chữ đó mà gọi là hạt chim thì chúng ta vừa mới học đến 3 trường hợp đúng không ạ? Còn nhớ không ạ? Đấy là trường hợp phụ âm này cộng với nguyên âm rồi, ở dưới này có phụ âm tiếp đúng không? Hai nữa là phụ âm này cộng với nguyên âm này nằm ngang và ở dưới có một phụ âm tiếp đúng không ạ? Và phụ âm với nguyên âm kép ở dưới có phụ âm đúng không ạ? Các em đều thấy, các bạn đều thấy rằng là gì ạ? Chúng nó có gì ạ? Điểm chung đấy là gì ạ? Đều có phụ âm cuối như thế này đúng không ạ? Đều có phụ âm đưa cuối như thế này. Thế thì
Trong tiếng Hàn đấy ạ, thì gần như là tất cả các cái phụ âm này thì đều có thể sử dụng ở cái vị trí là mặt chim, tức là vị trí phụ âm cuối. Tuy nhiên ấy ạ, thì sẽ không phải là tất cả những cái phụ âm đó đều được đọc đâu, đều đọc lên đâu ạ. Mà chúng ta sẽ chỉ có, nhớ là chỉ có 7 cách để gì ạ, phát âm cho kẹp như các bát chim này khi mà được đứng ở vị trí cuối. Và cụ thể như thế nào ạ, thì chúng ta cùng tìm hiểu nhá. Và nhớ này, các em nhớ nhá, chỉ có 7 cách thôi, 7 cách nhá. Chúng ta phát âm phát chim đơn nhá. Các em chú ý này, cái bảng này nhá. Thứ nhất ạ, là trường hợp của những cái phụ âm sau. Đầu tiên là cờ này, cờ này và khờ, đúng không ạ? Nhá, ví dụ nhá, những cái cách đọc đó là cách đọc khi mà nó đứng ở vị trí đầu, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đứng ở vị trí đầu. Nhưng mà khi mà nó đứng ở vị trí cuối, tức là khi mà làm phát chim cuối, thì chúng ta đọc như thế nào ạ? Thì tất cả ba cái từ này, ba cái chữ này đứng ở vị trí cuối thì đều được phát âm thành chữ gì ạ? Ca như thế này nhá. Các em xem ví dụ nhá. Ví dụ các em có từ từ này ạ, ví dụ đây. Đọc được đúng không ạ? Sờ với u là su, đúng không ạ? Bây giờ các em có p với a này. Ba, đúng không ạ? Thêm một cái phụ âm ở cuối, đấy là cái chữ ca này. Thì các em như thế nào? Cái chữ ca này đứng ở cuối thì đọc là gì ạ? Là ca, đúng không? Thế thì đọc là gì ạ? Su, p với a là ba, ba với ca là bạc, đúng không ạ? Su bạc, su bạc, đúng không ạ? Ok. Quả dưa hấu, đúng không? Tiếp theo ạ, các em sẽ có ví dụ nữa, đấy là ví dụ nhỉ, mình có chữ gì ạ? Bờ này cộng với a ba, đúng không ạ? Mà cộng với đây như thế này, thì trường hợp của chữ này thì chúng ta cũng sẽ đọc là gì ạ? Cũng sẽ đọc là gì ạ? Là ca thôi. Đọc là gì ạ? Bạc, bạc, đúng không ạ? Nhớ nhá, bạc. Các em chuyển hết, mặc dù khi mà đứng ở vị trí đầu nó đọc khác nhau đúng không ạ, nhưng mà khi đứng ở vị trí cuối thì các em cứ chuyển hết thành chữ ca. Các em hình dung ra không ạ? Nó cũng đơn giản thôi đúng không? Rồi trường hợp thứ hai, đấy là trường hợp của cái chữ N này, niên này, đúng không ạ? Đứng đầu thì nó được đọc là N đúng không ạ? Cũng là đọc là N đúng không ạ? Thế đứng ở vị trí cuối thì chúng ta cũng sẽ phát âm như thế ạ. Đây, như thế này. Ví dụ nhá, A với N là An đúng không ạ? An, ok chưa? Rồi đây, khi mà N đứng đầu nhá, đọc là N cộng với U là Nun đúng không ạ? Cộng với N nữa, tiếp mình cũng sẽ đọc cái này là N luôn. Nun đúng không ạ? Nun. Rồi trong tiếng Hàn nun có nghĩa là mắt hoặc là tuyết ạ. Đây. R với A, ra, ra, ra. M, io với N. Mion, ra mion, ra mion. Mì gói đúng không ạ? Mì gói. Ok. Thì em hình dung được không ạ? Khi mà nó đứng ở vị trí đầu thì nó phát âm là N, giống như là tiếng Việt của chúng ta gần tương tự như tiếng Việt đúng không? Và đứng ở cuối cũng sẽ phát âm tương tự như vậy nhá. Cũng sẽ đọc tương tự như vậy. Không phức tạp đúng không? Đơn giản. Rồi, chúng ta sẽ đến với trường hợp này. Hơi nhiều chữ một tí đúng không ạ? Chúng ta sẽ có tất cả là 7 âm tiết, 7 cái chữ đúng không ạ? Trường hợp có chữ gì ạ? Tờ, sờ, sờ, tờ, tờ. Bảy ký tự đúng không? Rồi, trường hợp tiếp theo ạ, là các em sẽ có tới tận 7 gì ạ? Ký tự đúng không ạ? Hơi giật dối một chút đúng không? Này, tờ, sờ, sờ, chờ, thờ, thờ và trường hợp chữ hờ đúng không? Thế thì đấy là cách đọc khi mà nó đứng ở đầu đúng không ạ? Đứng ở đầu là như thế, nhưng mà khi đứng ở cuối, những cái chữ này khi mà đứng ở cuối thì chúng ta sẽ phát âm chuyển hết thành gì ạ? Tờ nhá, chữ đây là chữ tờ. Thì dụ như chúng ta có sờ với u này, với cái chữ tờ này thì đọc là gì ạ? À, sút, sút, sút ca rắc đúng không ạ? Sút ca rắc, sút ca rắc. Ok. Ô với sờ đúng không ạ? Ô với sờ thì chữ sờ này cũng sẽ được đọc thành chữ gì ạ? À đúng rồi ạ, chữ tờ đúng không? Ột, ột. Ok. N với A và với chờ. N với A với chờ thì không ai đọc là chữ này thành chữ chờ được ạ, mà chúng ta phải chuyển nó thành chữ tờ, bởi vì nó đọc là chữ chờ thì rất là khó, không thể đọc được đúng không ạ? Vậy N A với tờ nạt đúng không ạ? Nạt rất là dễ thôi. Rồi đây đọc là gì ạ? Chờ này đúng không ạ? Chờ, bật hơi ạ.
chúng ta vẫn chuyển thành chữ thờ thôi ạ. Cốt, cốt, chưa? Pờ a thờ, thờ chúng ta đọc thành gì ạ? Tờ thôi ạ, đọc lá. Thật, cũng đọc là thật. Ok chưa? Các em nhớ hình dung ra nhá. Tất cả những cái này, đây, đúng không ạ? Đều được phát âm giống như nhau, chuyển thành chữ gì ạ? Tờ. Mặc dù là khi mà đứng ở đầu câu, đúng không ạ? Đầu âm tiết thì nó sẽ được phát âm giống như là chúng ta đã từng học ở bài hôm trước, đúng không ạ? Trường hợp tiếp theo ạ, là trường hợp của chữ R. Đứng đầu thì nó được đọc là R, nhưng mà khi mà đứng ở vị trí cuối ạ thì sẽ đọc thành chữ L, L cao ạ. Các em sẽ uốn lưỡi lên nhá. Ví dụ như là tar, đúng không ạ? Tờ A với L mà, đúng không ạ? Cong lưỡi nhá. Tar, rồi B U với L, bùl, bùl, đúng rồi. S I L, xỉn, xỉn. Ok, các em hình dung ra không? Rất là dễ đúng không ạ? Rồi, trường hợp của chữ âm M ạ, đứng đầu thì đọc là M, đứng ở cuối các bạn cũng sẽ đọc thành chữ M. Ok, ví dụ như B với A là 3, cộng với M là gì ạ? Tiếng Việt của chúng ta là bam, đúng không ạ? Tiếng Hàn cũng đọc là bam nhá. M với A là ma, đúng không ạ? Đứng đầu thì đọc là M, đúng không ạ? Ma. À, thế thì đứng cuối cũng thế ạ. Đây là âm âm gì ạ? Âm câm, vì thế chúng ta sẽ không phát âm chữ này nhá. Ma âm, chỉ đọc là ư và m thôi. Ma âm, ma âm, tấm lòng, đúng không ạ? H I M, him, him, đúng không ạ? Sức mạnh, đúng không? Người Hàn Quốc thì có một câu là himneseo, đúng không ạ? Cố lên, đúng không ạ? Các bạn cũng cố lên nhá. Học tiếng Hàn thì chắc chắn là đến đây thì hơi ra dối một tí rồi, đúng không ạ? Các bạn hãy cố lên nhá, himneseo. Tiếp theo là trường hợp của chữ p. Ok ạ. Đứng đầu thì đọc như thế, khác như thế, đúng không ạ? Nhưng mà đứng ở cuối thì các em chỉ chuyển thành chữ p thôi, đúng không? Ví dụ như là t i p chip, chip. Ok. Đây đọc là gì ạ? I với P, Ip, ok, Ip. A với P, Ap, đúng không ạ? Ap. Ví dụ như cái từ Ip này nhá. Đây, còn có một từ nữa như thế này. Đây, P như này, đúng không ạ? Để cho em hình dung cái trường hợp của chữ P. Thì Ip này và Ip này, mặc dù là viết khác nhau nhưng mà chọn đọc khác, đọc giống nhau ạ. Nghĩa thì khác nhau đấy ạ. Ip này là cái miệng, còn Ip này là cái lá. Đều đọc là Ip, nhưng mà khác nhau đấy ạ. Trường hợp tiếp theo nhá, là trường hợp của chữ nghiêng ạ. Rồi, từ này rất là thiệt thòi đấy ạ. Khi mà đứng đầu thì thế nào nhỉ? Mình đã từng nói với bạn rồi. Nó là gì ạ? Âm câm, tức là không được phát âm, đúng không? Thế thì khi đứng ở vị trí cuối, chúng ta sẽ đọc nó thành chữ gì ạ? Ngờ, như tiếng Việt nhá, ngờ nhá. Ví dụ, các em có cờ với ô với ngờ là cùng, đúng rồi ạ, cùng. Ok, sờ với A với ngờ sang, sang, nghe ạ, thành chữ ngờ, đúng không? Rồi, bằng, bằng, ok, hình dung chưa ạ? Rồi, trên đây là 7 gì ạ? Cái cách phát âm cái phụ âm cuối khi mà những cái phụ âm này đứng ở vị trí cuối, đúng không ạ? Phát chim, đúng không? Thế thì trong tiếng Hàn thì ngoài những cái phát chim đơn như này ạ, chúng ta còn có một hệ thống phát chim đôi nữa. Đây, đây là hệ thống phát chim đôi trong tiếng Hàn. Đó, thì phát chim đôi là gì? Đấy, ví dụ như các em có một từ, các bạn có một từ thế này ạ. Ví dụ các bạn có từ như thế này. Khi các bạn gặp một từ như thế này ạ, bình thường các bạn bảo là ơ, em có học gì ạ? Em có học phát chim rồi. Nhưng mà phát chim mà có hai cái phụ âm như thế này thì em không biết đọc như thế nào. Em không biết đọc như thế nào ạ? Vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhá, đọc những cái chữ này nhá. Đây, ví dụ như các bạn có gồm, đây là một số cái đại diện của những cái chữ như này nhá. Thì các em sẽ có đầu tiên ạ, K và S, đúng không ạ? Thì các em có xu hướng là sẽ đọc cái chữ K này nhá. Thế thì cái chữ này ạ, các em sẽ đọc là gì nhỉ? À, đọc nó là M, O, đúng không ạ? Các em sẽ bỏ chữ S, đúng không ạ? Trường hợp của chữ K và chữ S thì các em sẽ có xu hướng đọc cái chữ K này và bỏ chữ S không đọc nhá. Các em sẽ bỏ chữ S, đọc chỉ đọc là này, đọc là gì ạ? Mô, đúng không ạ? Mô. Nghe ạ? Trường hợp thứ hai ạ, là trường hợp của chữ N và trời, đúng không ạ?
thì các em cũng thế ạ, các em sẽ có xu hướng là đọc chữ chữ n đúng không ạ, nên đúng không ạ, chữ niên, vậy các em sẽ bỏ chữ chờ đi ạ, bây giờ là gì ạ, chữ này chúng ta sẽ chỉ đọc là an đúng không ạ, an đúng không ạ. À, chúng ta chỉ chú ý đến cái chữ này nhé, bởi vì cái trường hợp mà đọc cái phụ âm với lại cái đuôi từ thì chúng ta sẽ được học sau, nó sẽ có những cái trường hợp biến âm trong tiếng Hàn nhá. Nên mình sẽ đọc chú ý đến cái thân từ nó thôi ạ. Đấy là mình sẽ đọc là an. Cái trường hợp thứ hai ạ, là trường hợp của chữ n và chữ h đúng không ạ? N và h thì các em có xu hướng là đọc cái chữ n này ạ. Vậy thì mình sẽ đọc là an đúng không ạ? Cũng đọc là an đúng không ạ? An đúng không? A này cộng với n đúng không ạ, đọc là an nhá. Tiếp theo ạ, rk thì sao ạ, rk thì trường hợp này các em sẽ lại gì ạ, sẽ đọc gì ạ, bỏ cái chữ đầu đi ạ, đọc chữ thứ hai ạ, hrk là thì các em sẽ đọc là gì ạ, bỏ chữ gì ạ, bỏ chữ thứ nhất đọc chữ thứ hai, vậy thì mình sẽ đọc là hức hức. Ok, trường hợp thứ tiếp theo ạ là trường hợp của chữ r và m đúng không ạ, thì các em cũng sẽ gì ạ, bỏ chữ thứ nhất đọc chữ thứ hai ạ, đọc xuống đọc là m được chưa, đọc là m, tức là đây ạ, chờ o m đúng không ạ, đọc là chòm chòm. Ok, cũng khá là đơn giản đúng không ạ. Trường hợp rb ạ, rb thì các em có xu hướng nhá, đọc cái chữ này ạ, mình sẽ bỏ cái chữ b đi đọc chữ r nhá, tức là bỏ chữ thứ hai đọc chữ thứ nhất ạ, thường là như thế ạ. Ví dụ nhá, đây ạ, số 8 ạ, sẽ đọc là đọc r thôi ạ, yo ton yo ton, tức là đọc r nhá, được chưa. Trường hợp r và s đúng không ạ, thì các em cũng thế ạ, bỏ chữ thứ hai đọc chữ thứ nhất đi ạ, đọc r thôi. Ví dụ như là đây các em có về cử, về cử đúng không ạ, thì cái chữ này sẽ được đọc là c ư và r đúng không ạ, cử cử. Tiếp theo ạ, r thở đúng không ạ, r thở thì các em cũng sẽ đọc gì ạ, bỏ cái chữ thứ hai đọc chữ thứ nhất đọc thành chữ r đúng không ạ, đây ạ, đọc là gì ạ, hàl hàl đúng không ạ, bỏ chữ thở đúng không ạ, đọc là đây h này, a này và hàl hàl. Ok, trường hợp r p đúng không ạ, p vẫn hơi đúng không, thì các em lại gì ạ, lại bỏ chữ thứ nhất ạ và đọc chữ thứ hai. Ví dụ đây các em có đọc là gì ạ, up đúng không ạ, khi mà chữ tiếp đúng không ạ, à, chữ p đấy ạ, mà đứng ở cuối thì đọc là p đúng không ạ, up đúng không ạ, đọc là up nhá. Tiếp theo ạ, r và h, r và h thì các em sẽ gì ạ, bỏ chữ thứ hai đọc chữ thứ nhất đúng không ạ, vậy thì mình đọc là r đúng không ạ. Ví dụ như đây là gì ạ, sẽ đọc là gì ạ, bỏ chữ thứ hai đúng không, còn il il. Ok chưa, p và s, à các em sẽ gì ạ, bỏ chữ thứ hai đọc chữ thứ nhất ạ thành chữ p ạ, như nào, ọc đúng không ạ, từ này ạ, bỏ chữ thứ hai đọc chữ thứ nhất đúng không, đây ạ, các em sẽ đọc là ọc. Những cái cách gì ạ, phát âm của những cái âm đơn này thì các bạn đã học vừa nãy rồi đúng không ạ, thì bây giờ các bạn chỉ cần theo quy tắc như vậy thôi. Vậy thì đến đây ạ, các bạn sẽ bảo là ôi khó thế, cái này em chẳng thể nhớ được, rất là khó để nhớ, thì có cách nào mà để có thể dễ dàng nhớ hơn không, thì có đấy ạ. Thì các em bây giờ các em chú ý này, chúng ta chú ý vào những trường hợp chữ này nhá. Đấy là trường hợp của chữ RK này, RM này và chữ RP đúng không ạ. Thì ba trường hợp này các em có xu hướng đấy là bỏ chữ thứ nhất đọc chữ thứ hai, tức là em sẽ bỏ chữ thứ nhất đây, đây đọc chữ thứ hai, bỏ chữ thứ nhất đọc chữ thứ hai, à, xin lỗi, bỏ chữ thứ nhất đọc chữ thứ hai, bỏ chữ thứ nhất đọc thứ hai, và còn lại những cái chữ mà có phụ âm cuối đôi như còn lại ạ, như này đó, thì các em có xu hướng là bỏ chữ thứ hai đọc chữ thứ nhất, thì các em thì nó sẽ dễ nhớ hơn rất là nhiều, tức là các em sẽ nhớ trường hợp của rk, rm và rp là các em sẽ đọc chữ thứ hai
bỏ chữ thứ nhất. Còn các trường hợp chữ khác thì các em sẽ bỏ chữ thứ nhất và đọc chữ thứ hai. Thế nhá. Như vậy thì các em sẽ gì ạ? Dễ hình dung ra rất là nhiều ạ. Rồi, khi học đến đây ạ thì các bạn thấy rằng là ui, sao lại khó thế này đúng không ạ? Tại sao lại rắc rối thế này ạ? Chả biết cái nào mà đọc như thế nào cho nó chuẩn đây và làm thế nào để nó nhớ ạ? Thì thực ra ấy ạ thì cũng có cách để cho nó nhớ dễ dàng nhớ ạ. Thì các bạn hình dung ở đây nhá. Những trường hợp của chữ này thì các bạn để ý đến có 3 trường hợp đặc biệt này. Các bạn nhìn vào đây. RK này, RM này và RP bật hơi đúng không ạ? P bật hơi đúng không ạ? Thì các em thấy ạ, 3 từ này có điểm chung là gì ạ? Là chúng sẽ bỏ gì ạ? Chữ thứ nhất và đọc chữ thứ hai đúng không? Vậy thì từ bây giờ các em sẽ cố gắng nhớ làm sao 3 cái từ này thôi. 3 cái từ là RK, RM và RP có nghĩa là gì ạ? Các em sẽ bỏ chữ thứ nhất và đọc chữ thứ hai. Còn lại các cái chữ như thế này thì đa phần hầu hết chúng sẽ là bỏ chữ thứ hai, đọc chữ thứ nhất đúng không? Vậy thì các em chỉ cần nhớ nhá, RK, RM và RP là đọc chữ thứ hai, còn lại các em có xu hướng đọc chữ thứ nhất. Như vậy thì có phải là dễ dàng hơn đúng không ạ? Dễ nhớ rất là nhiều đúng không? Vậy là trên đây ạ, mình đã hướng dẫn cho các bạn gì ạ? Cái cách ghép âm trong tiếng Hàn, âm tiết trong tiếng Hàn đúng không? Tức là từ chất liệu của chúng ta là từ cái bảng chữ cái tiếng Hàn mà chúng ta có thể ghép thành một từ, một ngữ đúng không ạ? Và cái phát âm ạ, tức là cái phụ âm cuối trong tiếng Hàn đúng không ạ? Tức là học đến đây rồi, học chắc đến đây rồi thì gần như là các em có thể đọc được tất cả chữ tiếng Hàn rồi đúng không ạ? Và bây giờ về nhà, ở nhà thì các em cố gắng luyện tập thật là kỹ những cái mình dạy các bạn nhé. Các bạn luyện tập kỹ càng nó xong rồi thì các bạn cố gắng gì ạ? Ghép âm dần dần ạ. Hoặc các em có thể đọc ở trong giáo trình của chúng ta đúng không ạ? Thì các em đọc những cái chữ đó dần dần đi ạ và phân tích xem là nó gì ạ? Đọc như thế nào, ghép bởi chữ gì ạ? Rồi, vậy là buổi học hôm nay của chúng ta đã kết thúc ở đây nhá. Và các bạn ở nhà thì nhớ là mình dặn là các bạn phải luyện tập thật nhiều nhá. 오늘 수고하셨습니다. 감사합니다.